nguyên liệu cắt sát cái cốt mà mình muốn, mình phải chừa cốt. Rồi khi mà chúng ta đã cắt được cái cốt rồi thì có nhiều người, tôi thấy hiện nay là rất là nhiều người, nhất là anh em ở miền Tây á, có công đi tìm cái nguyên liệu nhỏ xíu vậy đó, có công cắt cốt xíu vậy đó, xong chồng chống chọc bự như nè, để làm gì? Anh em nghĩ là nuôi để cho mau lớn, sai lầm hết. Khi chúng ta trồng như vậy nha, giả sử chúng ta trồng trong cái chậu lớn như vậy nè, khi mà chúng ta lấy ra, thật ra nó vẫn ăn đất, có chỉ vòng vòng quanh như đây thôi, chứ nó không bao giờ nó ăn hết nguyên cái bầu đó đâu. Thì cái đó là cái suy nghĩ không chính xác, chứ không phải là không đúng. Thì khi mình lấy ra như vậy á, cái đó là không cần thiết. Và có một số anh em mới hỏi ngược lại, vậy thì cái bầu đất như thế nào là thích hợp? Tại sao anh Vinh á, có thể vô được một cái cây như vậy mà vô cái chậu này, nhưng mà cũng cái cây này mà có thể vô cái chậu đúng bằng chỉ gấp, anh em tưởng tượng đây là cái chậu, thì cũng chỉ bằng gấp rưỡi một cái thân thôi. Thì tất cả các cây từ nhỏ cho tới lớn, anh em có thể ứng dụng được cho cây lớn là khi nào chúng ta có thể vô được cây chậu nhỏ. Chỉ có một nguyên tắc duy nhất, bất kỳ một cây nào nó cũng có một cái bầu, gọi là bầu rễ. Bầu, các anh em chú ý nha, bầu rễ chứ không phải bầu đất. Có nghĩa là từ cái gọi là cái cốt thân nó đi ra, nó có những cái sùi sùi để mọc rễ đó. Thì những cái sùi sùi đó đó, nó bự bao nhiêu, anh em chỉ chừa ra khoảng 1 cm thôi là rễ nó sẽ có thể mọc ra và hút được chất dinh dưỡng. Đó là nguyên tắc để làm cái bầu đất. Đối với cây lớn cũng vậy, chúng ta chặt sát cốt rễ để cho cây có thể sống được á. Thì tại sao thí dụ như cây ổi mà thiên hạ đệ nhất á, ngày xưa khi tôi thay khác nguyên liệu á, tôi dám cắt xuống chỉ còn có 10 phân, mà trong khi đó cây 8 m, cây ổi ngoài đó mà tôi dám để cho chậu và hiện nay vẫn sống tốt, là tại vì tôi đã thấy những cái rễ con á, nó chỉ cắt ra cái bề mặt chậu và cái đáy mà chuẩn bị mà chúng ta làm cái bầu đất. Mọi người chú ý bầu rễ và bầu đất nha. Cái bầu rễ có nghĩa là cái cốt rễ của nó đó. Thì tôi thấy cái cốt rễ sau cùng của cái cây ổi đó đó, nó chỉ cắt đáy và cắt cạnh chỉ có 10 cm thôi. Thành thử tôi mạnh dạn tôi xử ngay tại chỗ, mặc dù cái rễ cái nó bự vậy nè, nhưng mà các rễ con rất là nhiều thì nó chỉ cắt nhau có 10 cm, cho đó tôi hạ luôn. Thì tương tự với cái này cũng vậy. Trong trường hợp mà chúng ta khai thác lên như vậy nè, mà có một cái thí dụ như là đây là bầu đất to nha, đây là bầu đất to, thì chúng ta thử nắn như vậy coi, nắn hết ra ngoài, kể cả cái lớn cũng vậy, chúng ta xem cái cốt rễ được á là nó đi tới đâu. Tú lấy mình gáo nước tú.